giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong khoảng 30 phút tập kích, những gì còn lại của tiểu đoàn lính dù thiện chiến xem như đã bị xóa sổ. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời đã bị bắt sống trong khi đang gọi quả lực pháo binh bắn hủy diệt trận địa. Có thể xem đây là một chiến công không nhỏ của tiểu đoàn 1 do Kiều Bá Thịnh chỉ huy. Vẫn biết chiến tranh có hy sinh mất mát, vậy nhưng điều làm Kiều Bá Thịnh day dứt lại chính là cái chết của Ngải, cậu liên lạc em của người con gái thanh niên xung phong mà anh đã gặp trong đợt đi giải cứu đơn vị thanh niên xung phong bị bom B-52. Nhưng điều làm anh day dứt nhất chính là việc anh chủ quan, không tỉnh táo khi đi lặng quăng trong trận địa, khiến Ngải đã phải hy sinh để bảo vệ anh. Ở một góc bất ngờ khác của chiến trường lại chính là việc Quỳnh Văn Thời đã đào thoát thành công trong khi lợi dụng chút sơ hở lúc bàn giao tù binh. Cuối cùng thiếu tá Thời cũng băng rừng để về được tới căn cứ 31 của lữ đoàn dù đóng trên trục đường 16. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Đại tá lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn Thọ giật lấy chai Red Label trên tay thiếu tá Quỳnh Xuân Thời, ném choang vô góc hầm chỉ huy. Uống thế đủ rồi, tôi có thể thông cảm với những sĩ quan bại trận, nhưng tôi ghét nhất những thằng thối chí. Thiếu tá Thời sửng sốt trước cơn giận dữ bất ngờ của đại tá. Tôi không thối chí, nhưng tôi cũng có quyền căm ghét cái thằng bất tài vô dụng này chứ, đại tá. Căm ghét hả? Được thôi. Nhưng lúc này chưa phải là lúc ngồi tính sổ với chính mình đâu, thiếu tá. Trong việc để mất tiểu đoàn 6 có cả lỗi của tôi nữa. Nhìn anh em nhảy vô đúng cái chảo lửa, bị dây đánh tứ bề mà không làm gì được. Tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng tôi cũng chưa tính sổ với chính mình. Thiếu tá cần hiểu rằng, vào lúc này, cái mà chúng ta cần là phải giữ vững tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Vì thế, tôi cũng chưa thể có hình phạt nào dành cho thiếu tá và cho chính tôi. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời nghẹn ngào. Đại tá, nếu đại tá không thi hành án phạt với tôi thì lòng tôi không chút thanh thản nào để tiếp tục chiến đấu nữa. Đại tá lữ đoàn trưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thôi được, tôi sẽ cho thiếu tá một án phạt. Thiếu tá bị cách chức chỉ huy tiểu đoàn. Hạ sao của thiếu tá hay không do trung tướng tư lệnh sư đoàn quyết định. Từ giờ phút này, thiếu tá sẽ là đại đội trưởng và lập tức về ngay tiểu đoàn 3 do thiếu tá Tăng Xuân Báo chỉ huy, để giữ quyền chỉ huy đại đội B của tiểu đoàn này thay cho đại quý đại đội trưởng Nguyễn Xuân Hưng vừa tử trận chiều hôm qua. Tiểu đoàn 3 có trọng trách bảo vệ căn cứ này và nó sẽ không được phép thất thủ nếu bị tấn công. Tuân lệnh đại tá. Đại tá lữ đoàn trưởng bước tới vỗ nhẹ lên vai viên thiếu tá lòng đang nặng trĩu vì bại trận. Đi đi thiếu tá. Tôi cũng buồn lắm. Nhưng chúng ta đang trong chiến tranh. Thắng hay bại đâu chỉ trong một trận và cũng đâu chỉ do chúng ta quyết định. Vừa lên khỏi hầm chỉ huy của lữ đoàn trưởng, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời nhìn thấy một trực thăng vừa hạ xuống bãi đáp của căn cứ. Viên sĩ quan tùy tùng của đại tá lữ trưởng chỉ về chiếc máy bay vừa hạ cánh. Trung tướng sư đoàn trưởng và ngài đại tá cố vấn của ổng vừa hạ cánh đó. Thiếu tá nheo mắt nhìn về phía chiếc trực thăng vừa hạ cánh. Chắc chắn trung tướng sẽ la rầy chúng ta về trận đánh ngày hôm qua. Nếu ổng lột lon tôi thì tốt biết mấy. Viên sĩ quan tùy tùng cười. Thiếu tá không biết tướng Đống
tuy nổi tiếng nghiêm khắc nhưng mà ông chưa từng cách chức Lục Loan ai khi còn đang trên chiến trường à. Từ hôm bắt đầu chiến dịch tới giờ, những người thua trận, mất quân, đâu chỉ có một mình thiếu tá. Đại tá Lữ đoàn trưởng cũng bước lên khỏi hầm để ra đón trung tướng. Thấy thiếu tá Thời vẫn còn lừng khừng trước cửa hầm, ông tỏ vẻ khó chịu, khoát tay gắt. Thiếu tá còn lanh quanh ở đó làm chi hả? Đi ngay! Có lẽ ông không muốn thuộc hạ của mình phải cùng hứng chịu cơn giận dữ của trung tướng tư lệnh sứ đoàn sau những thảm bại vừa qua. Hành động đó của đại tá khiến cho thiếu tá Thời cảm động. Anh biết, trong những ngày tới mình sẽ phải cố gắng để đáp trả ân tình này. Vâng lời ông, thiếu tá Quỳnh Tuân Thời lặng lẽ tìm đường về hầm chỉ huy tiểu đoàn trong lúc viên sĩ quan tùy tùng cất tiếng. Nghiêm! Trung tướng tư lệnh tới! Thiếu tá Thời ngoái nhìn lại và kịp thấy cái bóng cao lên khênh của tướng quân Dư Quốc Đống bước tới trước cửa hầm chỉ huy của đại tá Thọ. Theo sau ông là viên đại tá cố vấn Mỹ và một tùy tùng 3-4 người gì đó. Thôi mà các ông tướng, họ chẳng giúp gì được mình lúc này, hãy đến với các chiến hữu mới đã. Thiếu tá Tăng Xuân Báo đã được đại tá Lữ đoàn trưởng thông báo về sự tăng phái của thiếu tá Quỳnh Xuân Thời cho tiểu đoàn. Anh cũng đã biết về trận đại bại của tiểu đoàn 6. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn rất kính phục thiếu tá Thời, một sĩ quan dù hơn anh về cả tuổi đời và tuổi trận mạc. Năm Mậu Thân, khi Quỳnh Xuân Thời đã là anh hùng thiên thần Bũ Đỏ nổi tiếng khắp kinh thành Huế, thì trung úy Tăng Xuân Báo cũng vừa mới ra trường, được điều về làm trung đội trưởng ở tiểu đoàn dù số 26 và luôn coi hình ảnh kiêu dũng của các thiên thần Bũ Đỏ trên thành nội Quế là những thần tượng của mình. Vì thế, khi được thông báo, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời sẽ được điều về tạm thời thay vị trí chỉ huy đại đội B của đại quý Nguyễn Xuân Hưng vừa tử trận chiều qua, thì pháo kích của Bắc Việt, thiếu tá Tăng Xuân Báo rất vui. Anh chỉnh đốn trang phục chỉnh tề, rồi ra tận đầu trận địa phòng ngự của tiểu đoàn để đón người anh hùng của mình. Khi thiếu tá Quỳnh Xuân Thời xuất hiện, đứng nghiêm, chào theo quân lệnh, rồi dõng dạc lên tiếng. Trình thiếu tá tiểu đoàn trưởng, tôi, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời, được bổ nhiệm về chỉ huy đại đội B, tiểu đoàn 3 nhảy dù, xin trình diện thiếu tá. Thì anh vô cùng xúc động và lúng túng. Được rồi, cảm ơn thiếu tá. Có thiếu tá về trợ giúp, bọn tôi mừng hết biết. Thiếu tá Thời cười chua chát. Mừng cái nỗi gì, cảm ơn thiếu tá đã dung nạp kẻ bại trận này. Biết thiếu tá Thời đang ở vào thời điểm rất dễ bị tổn thương, nên tiểu đoàn trưởng báo thôi không nói thêm gì nữa. Anh lặng lẽ đưa thiếu tá Thời xuống đại đội B, giới thiệu với các sĩ quan. Trước khi về sở chỉ huy tiểu đoàn, anh kéo thiếu tá Thời ra sườn đồi, nơi có thể nhìn rõ con đường số 9 chạy vắt qua, rồi bằng một giọng chân thành, anh hỏi. Tôi có thể được nghe từ thiếu tá những lời thật lòng không? Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời khẽ cười. Còn tùy ở điều mà thiếu tá định hỏi. Được. Vậy đây là điều tôi cần nghe. Thiếu tá có tin rằng chúng ta có thể giành được thắng lợi trong chiến dịch này không? Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Tăng Xuân Báo, nhưng cũng thản nhiên trả lời. Điều này còn tùy ở cách người ta định nghĩa thế nào là thắng lợi. Nếu chiến thắng chỉ đơn giản là cuối cùng chúng ta sẽ đến được Sebol, như cách Tổng thống Thiệu nói với các nhà báo trong ngày mở màn chiến dịch ấy, thì có thể. Chỉ cần một cuộc đổ bộ được không là đủ rồi. Chẳng phải lữ đoàn dù ba chúng ta
đã đến được tận đây chỉ với vài cuộc đổ bộ đó sao? Chỉ vài tiếng đồng hồ, chúng ta đã tiến sâu vào hậu phương địch hàng vài chục cây số, tốc độ đáng nể đấy chứ. Nhưng đến đây để làm gì thì ta chưa biết. Đến đây để tìm địch mà đánh, để phá hủy các căn cứ hậu cần của địch, làm tê liệt đường mòn Hồ Chí Minh ư? Nhưng trên thực tế thì ta chưa chạm đất, địch quân đã chủ động tìm đến ta rồi. Và chúng ta đã mất hàng ngàn người chỉ để chiếm lấy mấy dải đồi, gấp gáp đào dũi, xây dựng các căn cứ giải chiến, để rồi nơm nớp ngồi chờ địch tới tiến công. Thực tế thì tôi e rằng hoặc là chúng ta sẽ sớm bị tiêu diệt, hoặc sẽ sớm bị mắc kẹt ở đây. Đằng nào thì cũng chẳng có gì hay ho cả. Bắc Việt sẽ không để cho chúng ta phá hỏng các kế hoạch vận chuyển quân đội và lương thực, vũ khí đạn dược, xăng dầu và xe tăng vào chiến trường miền Nam. Vì vậy, xét cho cùng, việc mở chiến dịch này chỉ là sự bốc đồng của những chính trị gia và những viên tướng đang ăn không ngồi rồi ở Sài Gòn, muốn nhanh chóng chứng tỏ với người Mỹ rằng tiền của và súng đạn họ bỏ ra không phải là đã đổ sông xuống biển, rằng công cuộc Việt Nam quá đã và đang thành công. Thiếu tá Báo có vẻ không ngạc nhiên trước câu trả lời của bậc đàn anh mũ đỏ. Vậy suy cho cùng thì chiến dịch này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Quỳnh Xuân Thời gật đầu. Có thể sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng có thể sẽ đi rất xa theo chiều hướng tệ hại. Tôi đã thấy rõ quyết tâm và sức mạnh của Bắc Cộng trên chiến trường này rồi. Có vẻ như họ đã giăng sẵn một cái bẫy lớn chờ chúng ta, chứ họ không hề bị bất ngờ, không hề ở thế bị động như cái gọi là các tin tức tình báo tin cậy mà chúng ta vẫn được phổ biến. Tiểu đoàn trưởng Tăng Xuân Báo bỗng đột ngột đề nghị. Thiếu tá có vui lòng cùng tôi đi quan sát một vòng để đánh giá khả năng phòng ngự của tiểu đoàn ta ở căn cứ này không? Tôi thật lòng muốn nghe những lời khuyên của thiếu tá. Nhìn vào ánh mắt của Báo, thiếu tá Thời hiểu rằng anh ta chân thành, thực sự có ý cầu thị, nên anh đã vui vẻ nhận lời. Được, ta đi thôi. Căn cứ 31 được xây dựng tương đối vững chắc trên dãy cao điểm 543 do tiểu đoàn nhảy dù số 3 giữ nhiệm vụ phòng ngự chủ yếu. Do có được thời gian chuẩn bị nên tiểu đoàn 3 và các lực lượng trợ chiến đã kịp xây dựng tại đây một căn cứ phòng ngự tương đối vững chắc. Bằng trực thăng dẫn, sư đoàn nhảy dù đã đưa lên căn cứ 31 tương đối đầy đủ các loại vật tư thiết bị để xây dựng căn cứ 31 thành một cứ điểm phòng ngự liên hoàn, có hệ thống hầm hào, hàng rào vật cản, có các cụm quả lực với những ụ súng chất bằng bao cát khá vững chắc. Có hệ thống đường cơ động để xe thiết giáp nhẹ có thể cơ động giữa các khu vực phòng ngự, có trận địa pháo, kho vũ khí lương thực, có bãi đáp trực thăng và một trạm cấp cứu dã chiến. Tóm lại, nếu được hỗ trợ tốt bởi các lực lượng pháo binh, không quân và sự chi viện ứng cứu kịp thời của các lực lượng xe tăng thiết giáp hiện đang đứng chân ở Bản Đông và căn cứ 30, thì căn cứ 31 hoàn toàn có khả năng trụ vững trong nhiều ngày nếu bị tiến công. Trong hình thái hiện tại của chiến dịch, cụm căn cứ 31, 30 và Bản Đông đã trở nên vô cùng quan trọng, là nơi đã tập trung được một lực lượng khá mạnh gồm các lữ đoàn dù số 1 và số 3, một lữ đoàn tăng thiết giáp, hai trung đoàn pháo binh, hai trung đoàn lính thủy đánh bộ và một số tiểu đoàn biệt động quân.
Nếu các lực lượng này phối hợp tốt với nhau thì sẽ tạo ra thế đứng chân vững chắc, ngăn chặn địch quân, để các đơn vị còn lại của chiến dịch có thể rảnh tay thực hiện mục tiêu hành quân tới Sebol. Tiến hành càn quét khu vực hành lang phía tây của đường mòn chiến lược Hồ Chí Minh. Với trình độ hiểu biết về nghệ thuật chiến dịch của mình, Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời cũng đã đoán được ý đồ của cấp trên và hiểu rằng căn cứ 31 hiện nay đã trở thành một điểm phòng ngự then chốt. Anh đã nói lên nhận định với tiểu đoàn trưởng Tăng Xuân Báo rồi kết luận: việc căn cứ 31 bị tiến công chỉ là sớm hay muộn, nhưng theo tôi, chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu đâu. Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Làm dày thêm vỏ bọc. Tôi thấy hiện còn một vài hướng ta chưa hoàn tất việc xây dựng các cụm quả lực, giao thông hào chiến đấu và hầm hố còn rất là sơ sài. Và hình như thiếu tá chưa có phương án đề phòng xe tăng địch. Xe tăng? Sao bảo trên chiến trường này chưa thấy xuất hiện xe tăng địch? Chờ có ngày thơ như vậy. Thiếu tá Thời lắc đầu. Thiếu tá chưa lãnh giáo những ngón xuất quỷ nhập thần của xe tăng Việt Cộng nên chưa rõ đây thôi. Đến người Mỹ còn thất kinh khi xe tăng Bắc Việt bất ngờ xuất hiện ở Khe Xanh, mà lại xuất hiện trên hướng không ngờ nhất đó thôi. Từ đây ra Bắc Việt, hệ thống đường quân sự bí mật chằng chịt trong rừng. Tôi nghĩ muốn điều vô đây một vài tiểu đoàn xe tăng đối với Việt Cộng mới chỉ là chuyện nhỏ. Thiếu tá Tăng Xuân Báo giả mồ hôi hột. Đó quả là điều tôi chưa tính tới. May có thiếu tá chỉ giáo. Bây giờ chúng ta thử tính xem liệu xe tăng Bắc Việt có thể xuất hiện tiến công trên hướng nào. Đúng lúc đó, nghe từ trên không trung vang lên những tiếng rú rít kinh hoàng. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời vội đẩy tiểu đoàn trưởng Tăng Xuân Báo xuống một đoạn giao thông hào. Liền ngay đó là một chuỗi những tiếng nổ đanh rền. Quả tiễn giác giai của Bắc Việt đấy, chúng nó mò sang tận đây rồi, mới chỉ là lời thăm hỏi thôi, nhưng hình như địch quân đã bắt đầu chú ý tới căn cứ này rồi đó. Thiếu tá nên về ngay vị trí chỉ huy. Một trong những điều đáng sợ nhất của pháo binh Bắc Việt là họ thường bắn bất tử, chẳng theo một quy luật nào hết, bất kể ngày hay đêm, là sớm hay muộn, khi thì chỉ thúc thắt một hai trái, cà giật cà tan như thằng đi đái dắt. Khi thì bất thần bắn như trời sập, khiến cho binh lính trong các chiến hào hầm cá nhân mụ mị đi. Những tưởng sau một trận ôm pháo như thế, nếu bộ binh địch mà xông lên thì đám lính dù chẳng còn sức mà phản kháng nữa. Điều đáng sợ thứ hai là sự tham gia của nhiều loại pháo, nhiều tầng quả lực trong nhiệm vụ tiến công, khống chế địch trong các mục tiêu cố định. Các loại súng cối, các loại quả tiễn, giác giai luôn cơ động xung quanh căn cứ với sự chỉ điểm chuẩn xác của các trạm quan sát bí mật, đã không bỏ qua bất kỳ một sơ suất nào của các lực lượng đối phương trong căn cứ. Một tốp bộ binh xuất hiện trên mặt đất, một chiếc trực thăng vừa hạ cánh đang bốc dỡ hàng, một chiếc xe vận tải đang cơ động trong khu vực. Tất cả đều trở thành mục tiêu tức thời cho những họng súng cối cơ động này. Những khẩu đại pháo của Bắc Việt thường ít lên tiếng, nhưng đã lên tiếng là luôn nện trúng ngay những công sự, những ụ súng, những khu vực tập trung đông binh lính, gây sát thương lớn. Chiến thuật sử dụng pháo binh ấy cũng khiến cho đối phương luôn căng thẳng, mệt mỏi và thường bị thương vong bất tử. Nó cũng khiến việc bắn kiềm chế phản pháo của các trận địa pháo ở khu vực Bản Đông và căn cứ 30 và các trận địa pháo mới thiết lập dọc theo đường số 9 hoàn toàn vô tác dụng. Các trạm quan sát trên không của không quân quân đội Sài Gòn
luôn phát hiện sai hoặc phát hiện chậm các trận địa cơ động của pháo binh địch. Nhiều khi họ còn bị đối phương đánh lừa bằng những trận địa giả, hậu duệ của những pháo thủ và những người chỉ huy pháo binh tinh quái đã từng khiến cho viên thiếu tá chỉ huy pháo binh của quân đội diện chinh Pháp phải tự vẫn tại chiến trường Điện Biên Phủ vì bất lực không đối phó được với pháo binh đối phương. Nay càng tỏ ra thiện chiến và khôn ngoan hơn cả lớp cha anh họ. Chỉ trong 2 ngày, ba khẩu 105 ly của trung đoàn pháo binh số 2 đưa lên căn cứ 31 đã bị pháo binh bắt diệt phá hủy. Họ đã cố gắng dùng trực thăng cẩu ba khẩu khác lên thay thế, nhưng cũng chỉ đi đùng được thêm 1 ngày thì lại thêm một khẩu nữa bị pháo địch bắn hỏng. Còn lại 2 khẩu cùng với 4 khẩu súng cối 81, 1 khẩu DKZ 106,7 ly, 4 khẩu DKZ 75 ly, hình thành một lưới quả lực chắp vá, chủ yếu lo bảo vệ căn cứ chứ không còn màng tới chuyện phản pháo tiến công lại các cụm pháo binh địch nữa. Đại đội B của thiếu tá Quỳnh Tuân Thời được bố trí phòng ngự trên sườn phía đông bắc của dãy cao điểm Mẫm 3 của dãy cao điểm 543. Đây là hướng phòng ngự quan trọng nhất, nơi được dự kiến sẽ là hướng tiến công chủ yếu của Bắc quân nếu họ tiến công lên căn cứ. Đại đội A chốt giữ Mẫm 4 hướng tây bắc. Đại đội C vừa là lực lượng cơ động, vừa bố trí bảo vệ trận địa pháo, sân bay trực thăng, khu vực kho tàng. Ngoài ra, còn một ít tàn quân của tiểu đoàn 6 và một vài đơn vị khác trong lữ đoàn bị đánh tơi tả ngày hôm trước, giờ tụ cả về đây thành một lực lượng hỗn hợp trợ chiến và tải thương. Sở chỉ huy tiểu đoàn được bố trí ở mẫm giữa mẫm 1, được các đơn vị trinh sát và các phân đội thông tin cảnh vệ và một bộ phận của đại đội C bảo vệ trực tiếp. Nhìn vào bản đồ phòng ngự của căn cứ thiếu tá Quỳnh Tuân Thời, chợt hiểu ra vì sao đại tá lữ đoàn trưởng lại ra cho anh cái án phạt này. Nó thực không nhẹ nhàng như anh tưởng. Nếu tiến công căn cứ 31, nhất định địch quân sẽ chọn hướng này, nhất là trong trường hợp địch có xe tăng yểm trợ. Nhưng không hiểu sao, khi nhận ra điều đó, thiếu tá lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vậy là dù mình có là bại tướng nướng quân, nhưng vẫn còn được đại tá lữ đoàn trưởng tin cậy giao cho trọng trách. Ngay khi tiếp quản quyền chỉ huy đại đội, việc đầu tiên thiếu tá Thời làm là kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phòng ngự, bao gồm hệ thống hàng rào chướng ngại vật các bãi mìn, hệ thống hầm hào công sự ủ súng và bố trí lại lưới quả lực thành nhiều tầng, nhiều lớp để có thể hỗ trợ tốt cho nhau trong mọi tình huống. Về con người, đại đội B hiện còn 92 lính và 6 sĩ quan. Trong những ngày vừa qua, những trận pháo kích cũng đã cướp đi của đại đội hơn 20 người. Điều đáng lo ngại hơn cả là có tới non một nửa số lính của đại đội là tân binh, chưa từng được thử lửa qua chiến đấu. Các sĩ quan của đại đội thì khá hơn, tất cả đều đã từng được ngửi mùi bơm đạn, có người đã trải qua hàng chục trận đánh. Đại quý đại đội phó Lê Hoài Ân và trung quý tham mưu tiểu đoàn Vũ Đạt là chỗ quen biết với thiếu tá đại đội trưởng Quỳnh Xuân Thời, vì họ đều xuất thân từ tiểu đoàn 11 dù. Chỉ huy trung đội 1 là trung úy Bùi Ngọc Dông. Chỉ huy trung đội 2 là thiếu úy Cao Duy Thái. Chỉ huy trung đội 3 là thiếu úy Hà Văn Cơ. 2 thiếu úy đều là sĩ quan mới ra trường, nhưng họ thuộc diện các sĩ quan trưởng thành tại đơn vị qua chiến đấu, rồi được cử đi đào tạo sĩ quan, nên cũng không còn xa lạ với chiến hào và bơm đạn.
các hạ sĩ quan là trung đội phó và các tiểu đội trưởng đều từng trải qua chiến đấu, nên thiếu tá Thời có thể hoàn toàn tin tưởng ở họ. Khi vào trận, nhất là trong chiến đấu phòng ngự, vai trò của các tiểu đội trưởng là rất quan trọng, khi họ thường phải trực tiếp chỉ huy giữ từng góc trận. Vào cuối ngày thứ ba kể từ khi về nhận nhiệm vụ ở đại đội B, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời đã mời các sĩ quan tới hầm chỉ huy của mình để hội báo. Khi các sĩ quan đã ngồi chen vai trong căn hầm chật hẹp của đại đội trưởng, thiếu tá Thời bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Các bạn thấy rồi đó, ngày hôm nay địch quân đã tăng cường pháo kích vào căn cứ của chúng ta, đặc biệt là sự xuất hiện của đại pháo 130 ly ngày một dày hơn. Có vẻ như những cổ pháo này đã qua giai đoạn bắn căn chỉnh. Cấp trên vừa cho biết đường bộ liên lạc với bản đông và căn cứ 30 cũng đã bị cắt đứt. Căn cứ của chúng ta về mặt lý thuyết đã bị bao vây cô lập. Rất có thể Bắc quân đã sẵn sàng cho cuộc tiến công lên căn cứ này. Điều đó có thể sẽ diễn ra trong đêm nay hoặc là ngày mai. Mấy ngày vừa qua tôi đã hơi khắc nghiệt khi yêu cầu binh lính phải lao động cật lực để hoàn thiện thêm hệ thống phòng ngự. Tôi tin rằng các anh em chiến hữu sẽ thông cảm. Chúng ta đổ nhiều mồ hôi nhưng sẽ đỡ tốn xương máu khi cuộc giao chiến thật sự bắt đầu. Trung úy Bùi Ngọc Dông hăng hái lên tiếng. Cứ để chúng tới, nhất định chúng sẽ phơi xác trước chiến hào của đại đội ta. Thiếu úy Hà Văn Cơ phụ họa theo. Chúng sẽ hút đầu vào tường là cái chắc. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời vẫn không đổi giọng. Các bạn chớ có coi thường đấy. Đối thủ của chúng ta cũng là những chiến binh thiện chiến đấy. Chúng ta vẫn thường tự cho là mình có ưu thế hơn hẳn đối phương về pháo binh và không quân. Nhưng mà nếu địch tiến công ban đêm hoặc là tiếp cận, cài răng nanh vào đội hình ta thì không quân chẳng làm được gì nhiều. Còn pháo binh thì trên chiến trường này chưa chắc ta đã hơn địch. Các bạn thấy đại đội pháo 105 ly đứng chân tại căn cứ này đã bị thảm bại như thế nào rồi đấy. Vì vậy, chúng ta chỉ nên trông đợi vào chính mình thôi. Nếu trận đánh diễn ra trong đêm nay hoặc là ngày mai, thì tôi muốn chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu thật kiên cường, giữ vững từng tấc đất trên trận địa. Các vị sĩ quan ngồi đây hãy làm gương cho binh sĩ. Riêng cá nhân tôi xin hứa sẽ cùng các bạn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thiếu tá bỗng đột ngột dừng lại, móc từ túi áo ngực của mình ra một chiếc khăn tay màu trắng. Các bạn, vợ nhỏ của tôi, một nữ sinh thành Quế, vừa sanh cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẩm. Đó là đứa con trai đầu tiên của tôi. Nó đã ra đời vào đúng những ngày chúng ta chuẩn bị bước vào chiến dịch này. Khi tôi ra đi, vợ tôi đã trao cho tôi chiếc khăn chặn sữa này của con trai, coi đây như là một lá bùa may mắn. Cho đến lúc này quả thiệt, nó đã mang may mắn đến cho tôi. Tiểu đoàn của tôi đã bị đánh tơi tả, coi như là đã bị xóa sổ. Bản thân tôi cũng đã bị bắt làm tù binh. Nhưng đúng vào lúc thối chí nhất, thì tôi chợt nhớ tới chiếc khăn sữa này. Mùi sữa của người mẹ trẻ thơm nồng bỗng làm cho tôi sực tỉnh, khiến tôi lấy lại được sức lực và ý chí để tìm cách trốn thoát, trở về với đồng đội tiếp tục chiến đấu. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết đấu chiến. Phần này có tựa đề Đấu chiến trên đường lửa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.